Thưa sư, con có nghe nhiều người kể trước khi họ biết Phật Pháp thì cuộc sống rất ổn, nhưng từ khi biết Phật Pháp hay đi chùa thì liên tục gặp xui, gia đình lục đục. Bản thân con cũng vậy, con bắt đầu đọc kinh Phật năm con học lớp 12 và con thấy hình như từ lúc đó cuộc sống của con luôn gặp trở ngại. Làm gì cũng không thuận lợi, bao giờ cũng phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Con là học sinh giỏi suốt 12 năm, luôn đứng hạng nhất nhì trong lớp, tham gia nhiều cuộc thi và đạt giải cao. Khi con đi làm, nhiều người cũng khẳng định là con có năng lực. Do đó, con không nghĩ bởi mình quá kém cỏi. Trong một năm nay, con bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp nghiêm túc hơn thì con càng xui hơn. 2 tháng trước, con gặp một vận xui rất nặng. Tại sao chúng con đến với Phật Pháp mà không được che chở, trái lại còn chịu họa? Xin sư giải thích giúp con hiện tượng này, vì nhiều người thì bị thì chứng tỏ không phải là ngẫu nhiên. Con xin chuyên sư. Sư, quý vị làm sư nhớ trường hợp ngài Moggallana, tức là tướng cướp vô não. Khi mà ngài xuất gia thì ngài bị dân chúng rất là ghét, rất là thù. Tại hồi xưa khi mà chưa xuất gia thì ngài là tướng cướp mà, cho nên là lần nào ngài đi bát thì cũng bị chúng nó đánh, nó chọi rồi bể đầu chảy máu hết trơn á. Đức Thế Tôn nói này hãy khâm nhẫn, này Moggallana, hãy khâm nhẫn, này Moggallana. Tại vì sao? Bởi vì cái nghiệp của ngài, nếu mà ngài không đi xuất gia thì cái nghiệp á nó đủ để đưa ngài đi địa ngục rồi. Nhưng mà nhờ ngài xuất gia cho nên là ngài không đi địa ngục nữa. Mà so với việc đi địa ngục á, thì cái chuyện mà bị bể đầu, bị chảy máu á, nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên là chúng ta có thể hiểu á, là cái việc lớn hóa nhỏ mà việc nhỏ hóa không. Cho nên á, nhớ giùm sư cái ý đầu tiên ha. Tức là lẽ ra cái nghiệp đó nó dẫn mình đi tới tệ hơn, nhưng mà nó trổ sớm để tới đó là chấm dứt luôn. Điều này á, phù hợp với ở trong Tăng Chi phẩm hạt muối. Tức là một cái tội đó mà một người không tu hành gì hết thì họ phạm cái tội đó là đủ đi địa ngục rồi. Nhưng nếu như họ là người có tu hành thì khi họ phạm cái tội đó, cái nghiệp ấy, nó trổ liền trong hiện tại và nó không có gây họa trong tương lai. Thành ra đó, cái nghiệp mà mình trả liền ấy, đôi khi nó lại là nghiệp nhẹ. Mà cái nghiệp nó không trả liền có nghĩa là nó đang ấp ủ ấy, mình gọi là ấp ủ mà chơi cái tuyệt chiêu ấy. Tới hồi mình chết là nó lôi mình đi địa ngục. Thì so với nó, cái chuyện mà mình trả ngay hiện tại nó nhẹ hơn rất là nhiều. Cái đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai, tại sao quý vị dám khẳng định là do mình tu cho nên nó trổ nghiệp, mà mình không nghĩ là nhờ mình tu cho nên là nghiệp nó mới nhẹ tới như vậy? Nó có hai cách nghĩ. Thì nó giống như sư có cái người cô, cái hôm đi Đầu Đà về á, thì cổ bị té xe, thì té thì bị trầy chân. Thì sư mới nói đó, nên suy nghĩ như vậy nó tốt nè. Tức là lẽ ra đó mình có thể bị gãy chân, nhưng mà nhờ mình đi chùa cho nên thay vì gãy chân mình chỉ bị trầy chân thôi. Thì nhờ đi chùa cái phước nó đỡ mình cho nên mình nhẹ hơn. Hoặc á là có một cô Phật tử ở chùa Nam Tông, thì cổ rất là thuần thành, mà tới bây giờ thì cổ vẫn tiếp tục đi chùa. Thì khi mà cổ lên trên á, cổ quét dọn á, nó có một cái lỗ hổng mà ở trên lầu, thì người ta đã che chắn rồi. Nói theo kiểu mình á, là người ta đã che chắn rồi mà ma xui quỷ khiến như thế nào, đây là cách nói nhân gian, gọi là xui khiến như thế nào mà cổ
ráng cổ chui vô cho bằng được. Tức là người ta đã che lại rồi, không có cho vô, mà cố chui vô cho bằng được, để rồi rớt từ ở trên lầu rớt xuống dưới đất. Sư đang quét sân đằng trước, sư nghe một cái ầm. Sư tưởng, cứ tưởng là cái giống như cái bao gạo mà nó rơi xuống, hoặc là cái giường mà ở đâu nó rơi xuống. Sư quay lại thì thấy cổ nằm một đống đó, tức là rớt từ trên lầu rớt xuống. Cái suy nghĩ của sư là không lẽ giờ mình qua mình tụng cầu siêu chứ. Nhưng mà tới thì cổ còn toàn tỉnh, thì mới kêu cấp cứu tới đưa cổ đi cấp cứu. Thì khi đi cấp cứu, cái việc đầu tiên là sư thấy cái người mà rớt từ cái trển mà rớt xuống với cái kiểu rớt đó mà cổ còn sống thì nó cũng thiệt là kỳ tích chứ không phải là chuyện chơi đâu. Rồi cái thứ hai là khi mà bác sĩ mà mổ thì bác sĩ nói là cái này nó hên chứ nó chỉ cần nó lệch một tí thôi là liệt luôn người, liệt nửa người. Nhưng mà tức là chỉ nhờ mà nó chỉ cắt một tí như vậy mà không sao hết trơn, mà chỉ cần thêm một tí nữa thôi là coi như là liệt luôn. Tức là nó chạm vô thần kinh. Rồi cái thứ ba là thêm một cái điều nữa là cái có trước đó đó thì có cái cô cổ bán bảo hiểm tai nạn, cổ qua cổ năn nỉ ông chồng á, cổ kêu ông chồng mua, mà cổ nói cổ năn nỉ quá thì cái cô vợ đó cổ thấy năn nỉ quá thì thôi cổ cũng mũi lòng cổ mua giùm, tức là thay vì mua cho ông chồng, tại ông chồng tiểu đường thì không có mua được thì cổ mua giùm. Thì mua cho cổ, tức là mua cho cổ thì lúc mà cổ gặp tai nạn như vậy cái bảo hiểm mới lo cho cổ. Thì như vậy cái tai nạn đó mình nghĩ là cái gì? Đó là xui hay là do, hay là hên? Xui hay hên là do mình nghĩ. Nếu mà mình nghĩ lẽ ra là cái gọi là cái kiếp của cổ là tới đó là nó hết rồi, hoặc thậm chí là nặng hơn, một là cổ nằm luôn tại đó, hai là cổ bị liệt luôn, ba là cổ cũng sẽ tán gia bại sản vì cái ca phẫu thuật đó tốn cả mấy trăm triệu. Nhưng mà nhờ các thứ, những cái nhân duyên này nọ kia, cho nên là nó rất là nhẹ nhàng. Thì như vậy đó, cái điều sư muốn truyền tải đó là gì? Có những khi lẽ ra cái nghiệp mình nó nặng hơn rất là nhiều, nhưng mà nhờ mình có tu tập, mình có làm phước thì nó đỡ cho mình, đỡ dữ lắm, đỡ. Nhưng mà mình không thấy cái đó, mà mình chỉ thấy là ủa sao tôi đi tu tôi còn gặp tai nạn, tôi vô chùa tôi làm công quả mà tôi còn gặp tai nạn là làm sao? Có phải là cái nghiệp nó chỗ hay không? Cho nên mình không hiểu về nghiệp và quả của nghiệp thì mình dễ đổ thừa. Chính vì như vậy đó, chúng ta hãy có cái niềm tin, có niềm tin đối với nghiệp và quả của nghiệp. Còn cái thứ ba chúng ta gọi là bị khảo. Khảo là làm sao? Ta gọi là Phật nào thì ma đó. Cái lúc mình làm ác á, thì nó dễ dàng lắm, tại vì nó phù hợp với chúng sanh. Tại vì chúng sanh sống ác mà. Giống như là bây giờ người ta đi địa ngục hết rồi thì mình phải đi chung với người ta, chứ người ta đi địa ngục mà mình không đi địa ngục ngó sao được, đại loại như vậy. Cho nên là họ phải lôi mình, họ phải kéo mình, họ phải khảo mình để mình tiếp tục làm ác chứ không có tiếp tục làm thiện. Tại làm thiện đi lên sao, trong khi thiên hạ đều đi xuống hết, mình đi lên ai ngó sao được. Cho nên là họ sẽ khảo. Thì những người mà yếu tâm lý, những người không có niềm tin mạnh mẽ nơi Tam Bảo, họ sẽ không chịu được cái khảo đó, mà họ sẽ tiếp tục họ quay trở lại họ làm ác. Còn người có niềm tin nơi Đức Phật, có niềm tin nơi giáo pháp, có niềm tin nơi tăng đoàn, thì khi bị khảo như vậy thì họ vẫn tiếp tục giữ vững niềm tin, nhờ như vậy họ đi lên chứ họ không có đi xuống.
Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.